네, 안녕하세요. 저는 그 하노이에서 지금 공부하고 있는 유학생 정구희라고 합니다. 오늘 이렇게 베트남 친구의 초대로 여기 Hôm nay chúng ta sẽ nói bằng tiếng Việt. Đây là video dành cho khán giả Việt Nam. thế là không cần nói tiếng Anh. Ui, mà lại nói tiếng Việt luôn đấy. Xin chào các bạn đã quay trở lại với TNC Channel. Và hôm nay thì TNC có một anh bạn rất đặc biệt ở đây. Như các bạn đã thấy vừa nãy đấy. Hôm nay bạn Huy sang đây để nhờ mình tư vấn cho bạn ấy một bộ PC để có thể chơi game trong mùa Giáng sinh này. Bạn Huy có cái nguyện vọng là sẽ xây dựng theo cái cấu hình mới nhất bây giờ. Tất nhiên là trong một cái mức giá không quá cao đâu, chỉ khoảng 25 triệu đồng thôi. Và chủ yếu là chúng ta sẽ có sử dụng thế hệ chip Intel mới nhất là Coffee Lake. Và ngoài ra thì sẽ có những linh kiện như này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là đây sẽ là những linh kiện gì nhá.